Thì ok, hello mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Camel Gaming đây. Anh em có thấy vẻ bề ngoài của tôi là gì không? Đầu lợn mình khủng long, quần cáo dép khủng long nhom nhom nha các bạn. Bữa nay mình sẽ hóa trang thành combo sở thú. Nói chung là mình sẽ hóa trang nguyên bộ đồ thú nè. Sau đó mình sẽ chơi súng thú, phun thú luôn. Để đi vào cửa thời gian với cầu thử phản ứng của tất cả các bạn đó là như thế nào nha mọi người ơi. Nói chung là mình có thêm một cái trò mới cực kỳ vui để troll tất cả các bạn đó luôn. Ok, bây giờ các bạn cùng nhau xem video với mình nha. Ơi quên nữa, đặc biệt là OB46 mọi người leo rank tới đâu rồi nhớ comment cho mình biết với nha. Bây giờ thì đi vào video thôi nào, let's go. A few moments later. Sẽ trang bị M41 cánh cục Warrod nha. AK thì chúng ta có AK nguyên cái con rồng chà bá rồi, cho nên chúng ta không còn sự thay đổi nào khác ngoài AK rồng xanh nha mọi người. AK cá mập đen thì anh em cũng nghe cái chữ cá mập là anh em biết đó là con xúc động vật. Có lộn, con vật kề đấy. M8 thì tôi kiếm nãy giờ là chúng ta ra M8 cá mập vàng nha các bạn ơi. À, AN94 ông sát thủ nha các bạn ơi. Farafel, chúng ta có Farafel quả điểu. Quả điểu là dạng chim á anh em à. Rồi OMB chúng ta sẽ chơi OMB khủng long nhông nhông thay vì là phong cách nha các bạn ơi. MB5 mình có cái MB5 con ngỗng ngao ngán các bạn ơi. Trời ơi cái cây MB5 nghe mà tới ngán lòi bắt họng luôn á. MB10 mảng xà đó. Sát canh thì các bạn nghe long tộc là các bạn biết là con rồng rồi. Chạy đâu. Thôi chốt lại đồ nha mọi người ơi. Đầu Inisuke, đầu heo, áo khủng long cute nha mọi người. Với lại là quần thì chúng ta có quần cáo pháp sư. Quần này mình thấy đẹp hơn quần nãy nè. Rồi giày thì chúng ta sẽ đi giày khủng long nhông nhông nha mọi người. Ok, giờ thì vào kênh thế giới ai, let's go. Wow. Em mình có heo mày ơi. Thôi, dạ quá thích đi mày ơi. Đi xe cái người này. Trong ly cốt. Nghĩ trời. Mình là heo, mình xin chơi với. Vậy kích heo cũng biết chơi á. Giời ơi. Nãy giờ nó chơi hai trận nó chưa sợ nữa. Ok các bạn ơi, rồng tôm rồi. Trời ơi, chắc luôn. Em ơi, mình sợ con người các bạn rồi đấy. Heo ơi, heo. Nguyễn Thắng Phong, ai yêu sĩ. Tố cáo heo mẹ. Mặt xấu quá, tố cáo thì quá xấu. Ôi, nhìn nó. Chưa kiểu nó gân nữa. Thôi mệt lắm. Huy Phúc, đi về đọc tên đi. Em đi. Ủa sao nhảy mà? Chỗ nào là kỹ năng của ta hả chưa? Ơi, tao nhảy không có ngon được ấy, đừng té mà. Đó là kỹ năng. Nó hỏi mình sao nhảy lên được đây các bạn, đó là kỹ năng đó. Bạn yêu hết rồi, bạn yêu hết rồi. Đọc tên em đi. Bạn yêu hết rồi nha mọi người nha. Nhưng mà tôi bị này cam nè. Má nó cam quá. Trời ơi. Trời ơi. Đang cứu bé nha. Các bạn còn xuống rồi. Nó bò. Xong rồi le bây giờ. Để mình hạ bên đây cái anh em ạ. Lượng phong cách. Làm sao cái gì? Mình đặt cái keo để mình xử. Để mình xử mấy bên đây đã. Ôi ơi. Ôi, đặt keo của mình. Không sao, heo không lo được. Phần này khó anh em ơi, nó kẹp quá. Ê, gục rồi. Chị càng. Ui, bà là chết chết ở bên đây nè. Còn một thằng ở dưới ấy, một thằng đang hỏi bao ở dưới. Heo ơi. Heo là cái trời. Ờ, đúng rồi. Trời ơi. Gánh bạn thêm 7 năm nữa nha. Ơ.
giấy như WIDE gái khả năng. Cảm ơn nhé. Ơi, tôi sợ tôi ngồi đó. Mày ơi, tao cười quá nhiều mà tao bị đang bị chửi. Ôi chết rồi. Ôi trời ơi, má này bắn khá ta, cái thằng idol bắn khá đi. Thôi mua súng gần bắn các bạn ơi, bắn súng ra hết được rồi. Cái thằng kia chết đi, tại vì nãy tao bắn nó gục rồi, không ai cứu nó hết trơn á. Mày còn lên mà dí tao nữa. Tố cáo này mày ơi, đêm này của mình xong phai quá ta. Cái diện nha. Ai sợ nó cũng cứu. Cứu ta. Ôi gì vậy, gì vậy, gì vậy, gì vậy, gì vậy. Oh my god. Bánh cách phá hết hết không bình thường, tố cáo này. Bắn xuyên tường nha, tố cáo. Được rồi. Đồ xử lý hai pha đầu hay các bạn, xử lý hai pha hay á. Nói theo này thì nói theo này thì gắn mình nhé. Heo bánh ảo ha, tố cáo heo đi. Heo bánh ảo quá, tố cáo heo gì đây? Khác sợ thù nha. Nó vừa lòng bạn chưa? Má nó có cover anh em à. Đó. Ông cố ơi. Cố gắng lên. Anh và anh Tô cố gắng lên anh Tô. Anh Tô bị nó bắn lén chết queo rồi. Trời ơi á. Ôi cố lên, cố lên. Cố lên. Hay. Nhờ đánh lút ra. Hay. Trận này thắng rồi, yên tâm. Ôi. Dĩ chờ hoàn đắng đi em. Hay. Hay. Ui vậy cả cốt. Cứu được. Yeah. Trời ơi. Ờ, kẻ đi, kẻ đi rồi. Quang phát, anh Tô cố lật. Ê, đừng, chết á, kìa. Cậu nghe đừng có bớt giỡn là anh chia hẹn nữa bạn, tắt cái đường nha. Hey! Trời ơi, cố gắng lật kèo các bạn ơi. Mà, bấm chơi kèo, bấm khác rồi sao. Không sao, ăn được các bạn ơi. À, đó của mình, heo, cứu tao heo ơi. Heo ơi. À hoa thứ ba của con ơi, các em chị ơi. Quang phát, anh Tô cố lên. Yes! Trời ơi, hên quá nhờ đồng đội anh em ơi. Mình phải tặng cho các bạn đó một món quà. Các bạn chờ mình tặng cho mấy bạn đó một món quà nha các bạn ơi. Heo hút tiêu à, thằng kia hút mật nhạc là quên tiền. Trời ơi, ván này căng quá các bạn ơi. Giang Nguyên Pham, phản diện đi anh Tô. Mày chơi BC mày. Ôi, nhục có quân đoàn vậy. Éo ơi. Ủa, nhưng mà thằng này có chơi không? Cái gì vậy? Kim Hon, ghê luôn. Có, mình có mít mà. Trời ơi, mình mới 2K11 mà bạn nói giọng già buồn nè. Éo ơi, điêu ấy. Éo ơi, để cao một cho mày. 2K11. Mình để thiếu một số 1 đấy. Trang gì em cứu tao thì nó bắn trên kia. Ui này bố mày đang con mẫn gì cơ cả. Không nó ra nhắn tin cho anh chị nghe đừng lo. Mẫn ờ nó đâu thế. Ui, bạn này nó bẫy á. Em sao thì em sao. Nào. Tất bây giờ. Ghê á. Cái gì? Kinh gì vậy. Đánh tao. Đánh tao.
Cảm ơn em nha. Anh em nào fan anh Tô, mọi người comment cho anh Tô biết nha mọi người. Không có anh bày đặt nữa. Ờ. Nó lấy bất thủ mày sao? Mày thì bắn chúng tôi á. Mày tỏ trời ơi, nó bay. Cứu lên. Này, đồ con cháy dữ trời. Gặp ghê quá đồ mày giờ, chứ phải cứu đầu mày giờ nhỏ này em thổi luôn á. Lần đầu lên điện thoại luôn á. Kinh nghe. Nó mới tải lại. Hình như là nó ở trên sao các bạn ơi. Hình như là nó trên. Đâu Ameda. Còn hai cuối trên. Đừng có công lên nha. Rớt một người. Bác Nguyễn, chào anh Tô. Hai cậu xuống trường luôn. Không thấy mấy tư. Dân mặt chiếc heo hả mày? Mày tính xưa nhảy xuống đây mày cầm sạch cái mày đục con heo hả mày? Cho mày chết. Anh lên điện thoại. Này. Quay. Mày thấy gì cơ? Đó, đúng. Hả? Đâu, vô luôn á. Thấy gì chứ là người bắn vũ khí. Hoàng Nguyễn Trọng, hello anh ca mùi. Gì, bắn gì bắn. Ơ, sao ra luôn rồi? Tự nhiên cái người bắn PC cái nó ra luôn rồi. Sao lại boss thế này? Anh nhảy lưng tân tưng anh em à. Sống à, sống à. Sống à. Nhất con đồ ba. À. À ngay luôn. Ngay luôn anh em à. Nó rớt xuống ngay chốc mình luôn chứ. Ơ, mày lại rớt ngay chốc tao. Cái này là món quà trên trời rơi xuống nha các bạn ơi. Bố hùng nên bắn cho mày sao được. Đệ sư 4 cố gắng chơi 600 điểm. Ok, còn một. Hồi nãy mình thấy nó chạy quanh đây các bạn. Còn một thằng nãy mình thấy chạy quanh đây nè. Ủa? Ủa nó vòng lại rồi hả? Hay. Ôi trận này nhanh quá các bạn ơi, trận này gọn gàng quá. Trận này là siêu nhẹ nhàng các bạn ơi, hình như nó không là... À. Một thằng. Nhưng ngoài này sao nè? Hồi nãy mình mới nghe tiếng chân các bạn. Ủa? Không có luôn á. À, leo lên tới đây rồi. Trận này nhẹ nhàng quá các bạn ơi, trận này là kiểu siêu dễ rồi. Đù đồng đội mình cấm cờ nghe các bạn luôn em à. Huy Vũ Bùi Nguyễn, anh ta chắc cũng là một niềm tin rồi. À, nè FK. Kinh. Ghê thế, kinh luôn á. Mơ bay nè. Cầm sờ ca sờ kinh xịn thì mọi người cứ đè giáp là đủ ăn các bạn ơi, không cần phải kéo tâm các kiểu đà điểu làm gì cho mệt đâu. Mình thấy có thằng đây. Núp, núp bà, núp bà, núp thở, núp thở. Anh vô cốt ép đi. Đó mọi người thấy không? Cầm sờ ca xịn thì mọi người chỉ cần đè giáp là đủ win rồi, cần gì đâu mà mọi người phải kéo tâm các kiểu. Tôi là tôi bắn mấy cái cây mà kiểu sờ kinh to là tôi cứ đè giáp thôi các bạn, tại vì căn bản nó có chỉ số đè giáp hay sao, cứ đè giáp đau cực kỳ luôn. Nhiều khi mọi người kéo đầu nó còn bị lỗi tâm chứ đè giáp là chứ. Pha kè. Anh đè giáp bà đi. Rồi mất quá kêu anh em à. Yes sir, quá tuyệt vời. Anh đè giáp đi anh Tô. Ừ anh Tô đang đè giáp đây, nãy giờ bắn toàn đè giáp thôi. Đè giáp nhanh chết anh em ơi. 260 sao nha. Đệ C4 pha kè. Có số adu thằng số tiền. Adu thằng ca một. Adu thằng ca một. Ơ hơn có 10 tuổi á, yêu đường á. Vậy. Thằng này là thằng TikTok. À thằng này idol này đúng không? Khoan nha. Đây. Thằng này
ID 2 4 DC 4 8 10 Idol đúng không? Idol TikTok đúng không? Ai idol TikTok đúng không? Phải cái idol TikTok. Bạn ơi, bạn cái idol TikTok. Mình không phải nha, mình là người bình thường thôi. Cho mình chơi với. Lê Hồng Hồng Lê, anh con gái mày ơi. Con gái đâu mà con gái, idol TikTok này con trai mà mẹ. Ừ đúng rồi, thằng Camo Gaming ấy. Trụ, nó kêu mình bằng thằng không nổ. Má, chiếc con mồi. Gỡn gỡn. À đù. Linh, ảnh kết bạn với em đi. À đù. Anh đang live stream luôn anh. Chết rồi. Anh ơi, anh đang live đúng không anh? Gì không nào? Nữa. Anh ơi, bây giờ em sẽ kiếm đứt anh nha, để anh ngồi đây đợi em nha. Em sẽ không đưa cái link YouTube của anh đâu nha. Vậy mà nãy mới vô nó hơn của 10 tuổi rồi, yêu được mà. Quất tỉnh con, anh yêu bé, bé mèo dễ thương, cái vãi các bạn ơi. Trời ơi, hài vãi. Ê, gì một mày vậy? Ê. Bắn đúng 200 đam thằng nó không chết. Thằng đó cho có giáp các bạn. Thằng đó cho có giáp á. Respect Việt Nam, hảo hán. Hảo hán thì bây giờ. Mẹ tôi đang xem like của ông. Hài vãi chữ. Ông có mày thấy lên ba của mình thì có. Ừ. Anh sâu lâu với nước mỏ. Cô kia đang xem live bắt nhỏ rồi đi em ơi. Tao nghe tiếng tao hét luôn á thịt ơi. Ừ. Chụp quá. Mày ơi, thằng này có nhớ không? Ô thằng này không có nhớ sao này mà bắt nó hàng trăm máu nó không cho tại hả? Ừ. Cái một của mình, cái một của mình đang phát tiếp á. Đúng thằng. Ken FF đi à tô. Hay lắm nha. Thôi để tao qua cô Chi á, Chi xem được á. Ê, Linh đi, gửi Linh đi. Một game bên là hai like. Gửi Linh á hả? Em không có gửi Linh đâu. Bên đây còn hai á. Mai, anh tôi à, ở trên line nó chậm hơn ở trong này nha. Đúng rồi. Kìa đầu ta. Bạn bè với ai ở sao cái KMV5 mình bắn thấy nó kỳ kỳ cái gì á. Anh ơi để tí nữa em follow anh nhé. Bạn bè với dép và đầm mày ơi. À nào tên mở chân 242 là game á. Fan tất cả YouTube. Anh kêu bên kia bật nhỏ lại anh. Chắc là mình cầm Uzi các bạn ơi. Thôi im. Ờ, nó bên đây, nó bên đây, nó bên đây. Mình đang nghe tiếng chân anh em ạ. Chắc cầm Uzi bắn đi chứ cầm game mình đâm phẹt quá. Anh kêu bên kia. Mẹ anh ơi, bữa sau anh lên một cái video cho bọn em lên nha anh. Anh kêu bên kia bật nhỏ lại anh. Giọng ai quá trời một đẹp trai kia tâm. Ờ hình như nó vào. Đầu ta. Tôi rồi. Mang kia bắn ở đất sao á. Hai. Bây giờ sẽ tỏa sáng trên live. Hãy đủ đội hay ta. Double kill. À đủ được khen bắn hay luôn quá đã. Một thằng bên đây á. Mang kia nó đâu trời. Mình tính cứu đồng đội cho đồng đội khỏi chết á. Ơ. À, trên nóc. Trên nóc. Mấy bạn đang xem live đăng ký cho mình nha. Thằng này cầm cây Adup.
bà mẹ nó. Má cầm cái sờ ca trời ơi. Nó có MB5 mình tưởng nó có ca đúp chứ ai ngờ có MB5 của gạt nữa. Không không, thằng này bắn bình thường hả? À? Đầu đội làm được á. Thằng thấy này bắn cũng hay mà. Vậy. Ê, ê. Hay, một viên nữa. Hay. Wow. Sao lại gọi ta một đi anh? Có hai đại hơi fail các bạn ạ. À nó leo nóc, leo nóc, leo 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 anh được thôi người nhà. Anh làm idol mà anh lỡ ghép xuống máy có ngu như mà anh like có bị chửi không? Thôi kinh ghê. Đủ hay anh ơi. Anh tôi dí phi tiên. Ủa đáng ra là mình bắn cái chết rồi mà sao nó cứu rồi. Ơ ơi mày nói xong ổng cười đi. Rồi cứu tiêu hết rồi anh em ơi. Ui trời ơi. Má nó cứu trơn rợ bà chữ vậy. Ê, ông kêu ta là thông dịch viên. Hả? Ông kêu ta là thông dịch viên. Ủa sao thằng kia nãy nó bắn đúp ảo về ta? Mà nó bắn phát cái ba thằng luôn chứ. Bỏ mày rồi. Đi đi qua nè. Ra đây. Trời mình phải bắn nó nóc rồi mình mới cứu chứ. Ê, cảm ơn nhé. Nên là bạn đau quá chị ơi. Tin nhắn em up nhà anh. Gán quá anh em à. Ô mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi. Ui ôi thằng bên phải đúp nữa. Thôi thôi đứt rồi đứt rồi đứt rồi đứt rồi. Cứu tôi. Bé thỏ. Ơ rồi hết kèo hết kèo rồi hết kèo. Cái một ván hả? Sao em biết em? Nó lại Adup mà. Thằng đó giống bắn Adup Am quá. Tao bắn Adup kìa. Thằng đó bắn Adup như Am các bạn ơi. Đi chang luôn á. Quý vương Mai Lê, bài anh Tô em buồn ngủ. Cái thằng Bon này hát cái gì rồi? Thằng Bon này bắn Adup Am cái gì rồi? Để mình coi thử này. Hay quá anh đừng đau luôn kìa em. Có mấy cái đoạn này để mình coi thử nè. Sao Trương Thị chơi với em đi. Là bà 64 KDA bằng 6 chấm à. Chơi chơi tiếp mọi người. À thằng này đi không bỏ. Nhẹ nhàng các bạn ơi. Nhẹ nhàng. Ván này nhẹ nhàng rồi, ván này không có căng đâu. Ván này nhẹ nhàng các bạn ơi. Rồi đây xem lại luôn. Thương hiệu tiếng Anh 2009. Một số em nó thương. Chơi với bọn em là bao nhẹ đúng không? Anh ừ, chơi với bọn em là bao vui. Bao nhẹ chứ không có vui đâu như mày. Bắn nhầm chết. Tội nhỏ này. Ấy mày. Đục về tới 6 viên mới chết đi. Đục tới 6 viên mới chết anh này. Nhỏ đó tàu rồi. Rồi bắn đi, còn có một kill đó à. Bắn đi. Bé Thảo, cố lên anh ca một viên. Không, trận này dễ. Em nằm trên nóc nhà bên đường, bên chỗ này. Ơi, ơi đừng có nói tục nha, anh này bị supply á. À, ok. Thế á. Má thế mà bữa bọn kia nó vào nó chửi như con các bạn à. Thì có việc là trên nhà thì có. Má vừa mới nhảy xuống chưa? Má thế mà bọn kia nó vào nó chửi như con các bạn à. Ca một bắt toàn dựa đồng đội. À đúng rồi. Cứu tôi. Cứu tôi. Ủa bạn xe bạn kia chạy đâu ấy. Từ từ nó yếu tại nhân vương nào. Anh biết bao giờ không? Mày đầy cây á. Chạy bắn đi chạy bắn đi chạy bắn đi. Double kill. Giữ đồng đội gánh nữa. Không thể nào chịu nổi sự nghiệp công nghiệp vàng. Anh giải tán quân đoàn, giờ quân đoàn không có quân đoàn gì hết, chỉ có mình anh thôi. Đâu rồi? Thôi, tổng thống mới làm gì?
fan tất cả YouTube. Đẹp trai số 1 thì ai không nhận số 2 hết. Anh ơi, anh có chồng như anh. Để em làm chồng anh nhé. Thôi mình có chồng chưa má ơi à. Ủa sao té rồi? Thương hiệu Tú 2009. À, đó là người khác nói thế cho một người siêu đồ thằng kia bằng ảo ơi. Làm công ty kìa. Sao cái mít ông này nó bị hú? Vì đôi trông sợ bà Việt không á. Bắt cái mít này đi, để em mít hai mẹ kia. Đợi bỏ cho mình ra bắn không lại rồi, thì trông chờ bà Việt rồi. Sao Trương Thị, cho em kết bạn. Bên kia kìa, nó kiểm xe rồi. Ở trên đầu, trên đầu. Bên trái. À, vậy, kìa, hay. Đủ, máy chiến AK đam đầu bạn đó bắn 60 đam luôn em à. Không, ăn được hả? Nó còn 4 người ta. Bé Thỏ, nhanh nói chuyện đàng hoàng được không? Mà này. Xin chào dưới. Em đồng ý. Hello Q&S. Phải nó hỏi mình có vợ chưa, nó hỏi mình có chồng chưa má. Ê ngồi tán ổng chi giờ. First blood. Có một câu người tính đánh chăng chết rồi. Ơ, trời ơi, đặt keo, ủa đặt keo rồi mà. Trời ơi, đặt keo rồi mà sao vẫn chết vậy trời. Mất luôn keo đất với KMB rồi. Thương hiệu Tú 2009. 12 vào chơi đi anh. Hay. Hay quá, phi cơ. Nhặt lại KMB với lại là keo đất cho anh tới. Bên xác anh chỗ này nè, ờ đúng rồi. Ê. Trời đất. Hay. Cứu luôn. Công ty gì? Cho em 400 củ đi. Tôi cười các bạn ơi. Cái thằng này nó bắn ghê. Triple kill. Cả đây. Anh bị mất mẹ ca đất rồi. À đây á. Ê có khi nào thì phải tu ảnh. Đẹp trai số 1 thì ai không nhận số 2. Ừ anh dần anh phát luôn. Không à. Ờ nó đâu rồi ta. Ê nó bên đồng đội mình. Ê má nó bắn. Em tất cả những thứ đẹp trai số 1 thì ai không nhận số 2 hết. Quá anh ơi. Chơi bọn em vui vẻ lắm không? Thương hiệu Tú 2009. Tự nhiên đang xem thì chán. Đúng rồi, anh chơi vui vẻ rồi. Chơi bọn em mà tới sáng luôn á. Tới nãy chứ không phải tới sáng. Ôi, tới nãy. Ui, mẹ chân ơi. First blood. Làm sao các bạn ơi, ván này đi móc là ngon. Hay. Như sẽ đơn này dưới ta. Anh kéo cho em với. Ủa nó dưới à? Đơn này bắn gà thì anh cắt đi. Không sao anh ơi, bọn em bắn ngu thì ngu thiệt nhưng mà vui vẻ nha. Đúng rồi đó, đúng rồi đó, được đó, được không gọi nhanh nha. Quan trọng cái đó đó. Hay. Đù. Chạy qua đây đi, chạy qua đây anh cover cho. Hay. Đúng rồi, có đồng đội chạy qua mình cover mới được chứ các bạn. Tại bạn là không bao giờ nha em. Thì coi mày kêu cứu để mày xong ăn xong là mày chết là hài gión. Hài gión. Hài điên. Thì coi mua nhà ăn rồi qua ở chung với ăn luôn. Để ra một ID. Kìa đâu ta? Chạy chân hả? Mình đã he luôn á. Trường dơ châm, ăn chăm ăn. Không, nó cũng kêu không được đâu anh em à, mình bắn kia rồi cho nó chết rồi. Double kill. Thôi để tao ra ngoài vậy trong đám quan chỉ tụ. Double kill. Đủ vô. Cái thằng màu trắng chấm. Ấy, trời ơi, nó kiếm một cái highlight bể đầu luôn. Triple kill. Mình phải bắn chết đầu trọc mình mới cứu được đồng đội anh em à. Gánh tiền được quá. Cảm ơn nhé. Ui. Nó đâu ta? Anh không ra chứ tốt hả?
Anh ơi, có TikTok like đi, em không xem một bên YouTube. Bé thỏ, anh tô đẹp trai. Em không có YouTube, em không có tải YouTube để em coi. YouTube của em không xem được. Anh ơi, anh ơi, đẹp trai em. Anh có TikTok like đi. Trời ơi, like TikTok có một người xem mà. Anh ơi, buồn hay quá, anh ơi. Ok, thank kiểu em. Bé quá thỏ, là chiến luôn. Một không đời. Quá